Chào thân ái, bác thắng, chào mừng trở lại với chương trình của mình là Quân Toric đây. Rất vui khi là bạn trong series Run City và xin chúc bạn có một ngày thật tốt lành về niềm vui trong cuộc sống, xin thành cảm ơn. Rồi, ok, và hiện tại thì chúng ta đang có một sự kiện là Empower này các bạn. Có nghĩa là chúng ta sẽ có thể là nâng sao không giới hạn cho những chú rồng của chúng ta, miễn là chúng ta có op là được. Đấy, thì mình cũng đã chờ sự kiện này lâu và chúng ta cũng đã có một cơ hội rất là ngon lành các bạn. Cơ hội của chúng ta đó chính là nâng sao cho một chú rồng Harris lên 2 sao. Và ở đây thì chúng ta có hai ứng cử viên là sáng giá nhất trong dàn rồng của mình. Thứ nhất là cô bé Phượng Hoàng, với khả năng là có hệ gió đầu tiên, khá là cơ động trong những pha giao tranh cũng như là sát thương cao, hệ cũng ngon, từng một thời làm huyền thoại và gánh tem chính trong series chúng ta. Và ứng cử viên thứ hai chúng ta là hai Titanis, là một chú rồng Harris với skill đặc biệt hệ đá, mà rất là đặc biệt khi chúng ta có thể là chắc chắn 5 phát là dính liên tiếp các bạn, và sát thương có thể bằng với lại một chiêu thức mà chúng ta khi chí mạng, và thậm chí khi mà chúng ta được chí mạng thì sát thương đó còn khủng khiếp hơn rất là nhiều. Đấy, thì ở đây mình có hai ứng cử viên, nhưng mà việc mình lựa chọn chú rồng nào thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết rồi. Bởi vì thực ra thì mặc dù chú rồng hai Titanic chúng ta chỉ có là 3 hệ thôi. Hệ đất thì chúng ta được là double lane. Tuy nhiên thì chú rồng hai Titanic chúng ta sẽ đặc biệt thần đất đó các bạn. Sẽ đặc biệt hơn so với lại những chú rồng Harris khác. Vậy nên mình sẽ nhường cơ hội này, hoặc là để mình tập trung vào để nâng cho thần đất, thần đá của chúng ta nha các bạn. Ok, và nói chung là đối với lại cô bé Phượng Hoàng thì mình nghĩ là cô ấy vành sẽ rất là sẵn lòng và gọi là vui tươi để mà đón nhận điều đó thôi. Chúng là chúng ta cứ chia sẻ cho những người bạn đồng hành để tiếp bước chúng ta trong những chặng đường mới. Đấy, thì sự kiện đã diễn ra rồi. Không biết các bạn sẽ chọn là nâng cấp chú rồng nào. Và ở đây thì nói chung là về nâng cấp chú rồng L á, thì mình chỉ còn lại 98 mảnh thôi, nên mình sẽ không đủ để mà nâng lên một cấp cao hơn. Vì vậy nên mình sẽ chọn là nâng cấp Harris nha các bạn. Ok, và đây cũng là số mảnh mà mình đã dành dụng rất là lâu. Đối với Op Harris thì chúng ta càng khó kiếm hơn so với lại là Op Legend nữa, nên những quyết định chúng ta phải thật là suy nghĩ thật là kỹ và thật là chuẩn xác nha các bạn. Ok, và như thế thì mình sẽ quyết định là chúng ta sẽ chọn chú rồng 2 Titanic nha các bạn. Rồi, ok, và chúng ta sẽ nâng nào. Rồi, và bây giờ thì chúng ta sẽ phải chờ thời gian là tầm 3 ngày 2 giờ thì sau đó mình sẽ review, chúng mình sẽ làm một video về sức mạnh của thần đá sau khi chúng ta đã được nâng lên thêm một sao nữa các bạn. Mặc dù chỉ ở level là 40 thôi, nhưng rất có thể sau này thần đá sẽ được nâng lên level là 45 hoặc là 50 gì đó. Nói chung nếu như chúng ta muốn tích cho thần đá lên 3 sao thì điều đó chung là nó sẽ rất là tốn nhiều thời gian. Tuy nhiên mình không biết là cho đến lúc đó thì sự kiện chúng ta có còn nữa hay không. Vậy nên các bạn hãy, chúng ta hãy cố gắng là chúng ta tranh thủ nha các bạn. Ok, và như thế thì chúng ta cũng thoát ra có một quảng cáo nè. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái app kiếm tiền đi bộ. Wow, thì như thế các bạn, app kiếm tiền đi bộ này mà mình suy nghĩ là ở thấy trong đây là hình như là cũng hơi có ít, không biết là có kiếm được tiền hay không. Nhưng mà nếu như là chúng ta đi bộ mà kiếm bằng tiền á, thì giả sử như nếu chúng ta đi xe máy hay là đi một cái phương tiện nào đó thì làm sao biết chúng ta đi bộ được không các bạn? Hoặc là cho dù chúng ta có đi bộ, hay là cho dù chúng ta có đi một cái phương tiện gì đó mà nó chậm để mà xác định là chúng ta đi bộ đi, thì số tiền mà chúng ta đi bộ trong đó mình thấy ở trong những video là dường như là khá là ít các bạn. Tuy nhiên nếu như việc đấy giúp chúng ta cảm thấy là thú vị hơn thì chúng ta có thể thử. Mà không biết là có cái phương hướng là vào trong đó có lập cái gì đó không thì mình cũng không biết. Nói chung chỉ là quảng cáo thôi các bạn. Nói chung là quảng cáo thì mang tính chất của quảng cáo. Còn mình chưa có là thử bao giờ, thì mình chỉ có là một vài phỏng đoán thôi. Ok, và chúng ta sẽ tiếp tục làm nhiệm vụ ở trong đây để lấy thêm lượt movie nha. Chúng ta có thể mua những buổi like đó. Wow, trong đây thì đấy các bạn, nếu như mà chúng ta gọi là để dành những cái quest này á, thì trong những cái lúc mà chúng ta cần là chúng ta đã có rồi.
Ok, nhưng mà sẽ đến một lúc nào đó chúng ta phải dừng lại thôi. Vì ở phần sau này cũng yêu cầu là những chú rồng mà... Nói chung là từ từ cũng yêu cầu chú rồng rồi, từ từ cũng yêu cầu những level cấp độ thôi các bạn. Ok, mình đặt quả trứng này ra là mình lại có thêm là... Đấy. Thêm lượt đi nữa các bạn. Rồi, ok. Và bây giờ thì nếu như vậy chúng ta sẽ làm nhiệm vụ bên dưới là đánh lên nguyệt. Ok, đánh lên nguyệt nha các bạn. Đây, và đội hình đánh lên nguyệt của chúng ta là như thế này, nhưng mà mình sẽ ưu tiên cho rồng bóng đêm có cơ hội xuất hiện nha. Giả sử như là rồng bóng đêm chúng ta có thể là hớp được kill á. Mình xem thử nha. 213, vậy còn khoảng tầm là cũng là 37 trận chiến nữa các bạn, tầm đó. Ok, nhưng sao? Nói chung là ăn được điểm nào hay điểm đó. Rồi, và chú mực bên kia đã ra một đòn. Mình nghĩ là đòn này sẽ không đủ để kích liễu đâu. Nhưng mà đó cũng nằm trong kế hoạch của chúng ta để mà cho thần bóng tối. Hoặc thần bóng tối máu cũng gọi là xấp xỉ ngang bằng với các bạn. Đấy. Gọi là 4 sao nó khác liền các bạn. Ok, đây thì mình sẽ sử dụng là thủ lĩnh clan nha. Đấy, mình biết sự sát thương của thủ lĩnh clan thì cũng tầm là 50 mấy k đó. Thôi, ta sẽ để cho rồng bóng đêm nha. 32k. Rồi ok, xác định được sát thương của rồng bóng đêm. Và nếu như là 32k, nhưng đó là ở chiêu bóng tối thì bóng tối là có sát thương cao nhất. Có nghĩa là nếu chúng ta sử dụng băng thì có thể lượng sát thương sẽ xuống còn 50 mấy gần 60k. Để mình sẽ thử cho bạn xem nè. Ta phải tính toán nha các bạn. Rồi. Quả 66. Cái này thì có thể là sát thương được nhích lên các bạn. Hoặc nếu như không phải sát thương bị nhích lên đó thì có thể là lúc mà chúng ta ra đòn bóng tối sát thương đã giảm. Vì một sát thương thì nó không có phải là cố định đâu các bạn. Thì mình sẽ thử lại nha. Ok, đấy 21 nè. Bây giờ chúng ta sẽ thử cho rồng bóng đêm xem sát thương sẽ là ở đâu, gần cửa nào nha. Đấy, 28. Các bạn thấy chưa? Nếu như là 28 đó thì khi nãy chúng ta đã không thể là tiêu diệt được chú rồng bên kia. Có phải chăng sát thương khi đó là sát thương mà chúng ta được là tăng lên rất là nhiều các bạn. Nhưng tốt nhất khi chúng ta chưa có nắm chắc được phần nào, chúng ta cứ gọi là ăn chắc mặc bền đi. Đó, 36k là tuyệt chiêu bóng tối này, còn có thể mạnh hơn nữa. Là sát thương khi nãy là sát thương cao đó, còn 32 là sát thương khi mà chúng ta bị tụt canxi, gọi như vậy. Cứ đòn đánh nào mà chúng ta gọi là đánh thấp hơn so lại là những cái đòn đánh trước đó, mà đánh tiêu chuẩn mà thấp hơn một cách là gọi là thấp luôn á, thì chúng ta sẽ gọi là bị tụt canxi các bạn. Ở khoáng trời, thôi xong rồi. Mình tính là đánh ở trong đây mà vô tình mình bị cuốn vào trong những cái vòng xoáy giao tranh này luôn các bạn. Mình tính là phải đi giành để mà đánh tiếp chứ. Trời ơi. Thôi rồi các bạn, nói chung ta cũng đã lỡ rồi. Thì thôi ta sẽ đánh trọn vẹn một trận chiến luôn nha. Hoặc là thiệt chiêu này thì 47 khi nãy thì cao hơn tí xíu. Rồi, ta sẽ thử lại thiệt chiêu băng nha. Xem có lên được không. 34. Là mặc dù là lượng sát thương chúng ta có chênh lệch nhiều, nhưng mà kiểu như là hệ băng với lại hệ bóng tối mà nó cũng không có chênh lệch là bao nhiêu đó. Đây 1K2 và 1K9 thì theo lý thuyết thì sẽ chênh lệch rất là nhiều. Giờ mình sẽ sử dụng thiêu lửa nha, thiêu lửa xem nó có gọi là sát thương cao hơn chiêu băng không. 60K đấy, sát thương nó rất là bất định các bạn, dường như là những sát thương nó khá là bất định. Đôi khi là mình thấy những trận đánh là sát thương nó tương đối là ổn định khi mà chúng ta cứ đánh là nó thuộc là ngưỡng sát thương mà nó chênh lệch không có nhiều đó các bạn. Ôi thôi xong rồi. Là anh cả, một chú rồng Harris anh cả của chúng ta đã vào ta nâng rank rồi. Thì thôi còn lại nhờ đội quanh này các bạn. Vô luôn. Ok, mình nghĩ là sau những thời gian trận chiến thì trận chiến sẽ dễ dàng hơn với chúng ta rồi. Nào, hãy ăn một phát chí mạng đi. Wow, chúng ta gọi là chí mạng nhưng mà mình thiếu sát thương các bạn. Đó sẽ là cơ hội cho khủng long cổ đại chúng ta sẽ hấp kill. Ok, và bên kia cũng chơi một chút rồng mà có hệ đất thì thôi rồi, chúng ta one hit 100k luôn. Con số khá là tròn đấy. Ok, liệu pha này chúng ta có thể dành cho
chú rồng khủng long cổ đại của chúng ta được không? Thì có lẽ mình sẽ ôi khoảng đã, bên kia có hải đức một phát bay màu luôn á. Rồi mình sẽ thử nha. Không được các bạn, sát thương của khủng long cổ đại chúng ta tương đối là khá là yếu. Nhưng mà nếu như là chúng ta thành công trong pha này, ta sẽ ăn được. Nào, thành công hay không? Đấy, thành công rồi các bạn. Thì chúng ta sẽ ăn được nè. Nói chung là đôi khi liều ăn nhiều, nhưng mà cũng đôi khi là rất nguy hiểm các bạn. Sẽ có những kết quả bất ngờ mà chúng ta có thể là không lường tới được. 12 mảnh Kitsune, 12 mảnh Snap và 25 mảnh. Trời ơi, sao mà hên dữ vậy ta. Mấy được mình mở rương xui rồi, giờ mở rương hên quá trời luôn. Ok, chúng ta nên chuyển qua đi. Bên kia nhìn... khoan đã, đúng rồi. Giờ chúng ta có đánh thì kia chưa có hồi xong. Chúng ta có đánh vẫn không sao các bạn. Và sau là mình phải là... phải nhớ lại là chúng ta đang làm. Làm nhiệm vụ đó. Chúng ta có đánh hanh quá. Thì... và lỗ thời gian chờ đợi thôi, chứ cũng không có gì, nói chung là cũng không sao. Thay vàng việc là chúng ta không đánh thì chúng ta có đánh là ok, ngon hơn không các bạn? Cũng như nhau thôi, nếu như là chúng ta có đủ sức mạnh. Thôi xong rồi, ta sẽ trả thù thôi. Nhắm là mà khủng long cổ đại của các bạn là trọng thương. Đấy. Rồi, và nói chung là có nhiêu đó thôi. Wow, chúng ta đã tăng lên là một số điểm cũng 10k3 rồi, kiểu như là ít đánh hay sao á. Thu hoạch trái cây nè. Trái cây chúng ta cứ trồng trái cây loại tốt nha. Trái ngược với lại sự kiện Duelrit, chúng ta cần loại trái cây loại tốt. Đấy, hai trận của chúng ta thì đã bị trong kia rồi. Nên thôi giờ thì có lẽ chúng ta sẽ đánh nốt 4 trận còn lại nếu như có thể nha các bạn. Wow. Rồi sao, trời ơi, bắt đầu khó lên rồi đó. Ok, nhiều đây mà đánh không được thì ta sẽ tạm thời là rút lui các bạn. Wow, ghê đấy. Sợ quá cơ, trời ơi. Thôi xong rồi, bị dính hai đường cơ bản rồi, Vampire đâu? Ta sẽ sử dụng Vampire các bạn. Thì là trời ơi. Thôi không sao, ra là màu một tí xíu. Lát nữa sẽ dùng skill hút máu lại các bạn. Rồi sao, bên đây thì sao, bên đây không có chiêu khắc chế chúng ta. 23 thì xin chia buồn với là anh bạn, bạn sắp ra đi rồi đó. 22. Đấy thì nếu như mình sử dụng skill này thì sát thương cũng tầm là mười mấy thôi. Kiểu như là nếu mà 22 á, đòn đánh chúng ta sẽ không đỡ nổi. Thì chúng ta vẫn sẽ không có thể hút máu được trong pha này. Ta sẽ để dành cho pha cuối thì được. Và bên kia mà chí mạng chúng ta á, thì mình nghĩ là chúng ta cũng đỡ không nổi. Nên thôi, ta kết thúc nhanh ván đấu, không chơi nhây các bạn. Nhây lại bị lật kèo đó. Ok, giống như là trong Liên Cung Mobile thắng bài tại kỹ năng lật kèo không các bạn. Và như thế thì trận đấu này sẽ dễ hơn những trận đấu vừa nãy, để chúng ta có thể phát huy được sức mạnh của anh chàng Nanh Chiến Binh. Đấy, thì anh ta vẫn còn những skill đang gọi là cố gắng. Trời ơi, sao lại gặp khắc chế vào lúc này. Rồi ta định câm nín các bạn. Rồi sao, sư tử cuồng nộ cũng là một chiêu khắc chế. Tuy nhiên thì với đòn này chúng ta vẫn có thể là đỡ được. Sư tử cuồng nộ chúng ta đã cày lên rank A cộng nha các bạn. Đó cũng là một câu chuyện từ rất lâu rồi. Và hy vọng với đòn đánh này, chúng ta sẽ với kỹ năng hút máu, ta sẽ có thể là đánh bại pháp sư bên kia. Trời ơi, có hút 13k. Không sao, chúng ta vẫn còn skill đặc biệt nữa, là chiêu đá lỡ các bạn. Hồi chiêu hơi lâu, giờ chúng ta phải quyết định thắng thua bằng tuyệt chiêu hay lá thôi. Lá hoặc là Primal. Trong trường hợp này mình nghĩ nên chọn tuyệt chiêu Primal. Vì sát thương mặc dù là của Primal không cao, nhưng mà lượng đam của Primal khá là khá. So lại những lượng đam cùng loại với lại những tuyệt chiêu mà bình thường các bạn, mình sẽ thử xem nha. Và đó hẳn là một sự lựa chọn đúng đắn rồi. Mặc dù có thể là mình chọn hệ lá cũng được thôi. Tuy nhiên thì mình nghĩ sát thương của Raimo rất có thể sẽ nhỉnh hơn hệ lá một tí xíu. Đó là mình nghĩ nha các bạn.
và chúng ta đã thực hiện điều mà chúng ta đã nghĩ. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một sự giao tranh với lại một chú rồng Hagrid khác. Tuy nhiên chú rồng này vào tầm ngắm khi mà ôi, hên dữ trời. Nói chung là hên được một lần, nhưng có chắc hên được lần thứ hai hay không? Đây là tuyệt chiêu đặc biệt của Nanh Chiến Binh. Trời ơi, một phát hành chết luôn. Thì tuyệt chiêu đặc biệt của Nanh Chiến Binh là tuyệt chiêu hệ đất. Sẽ lượng máu càng thấp, sát thương càng cao. Còn tuyệt chiêu gọi là bình sinh của những Vampire là hệ đầu tiên là hút máu thì như các bạn cũng đã biết rồi. Và đây sẽ là câu trả lời của chúng ta. Vậy thì một điều nữa là chúng ta sát thương cao nhưng mà hút được bao nhiêu máu thì chỉ hồi bấy nhiêu máu thôi. Giống như trong pha này còn 9k4, chúng ta chỉ hồi 9k4 thôi. Nhưng sau đó chúng ta sẽ bị đối thủ phía sau là chúng ta đè bẹp. Gọi một cách là thầm tệ đó các bạn. Ok, nhưng sao chúng ta sẽ chung là mình nghĩ sẽ có sự hy sinh. Nhưng mà chắc không đâu. Rồi ok, chúng ta đã đỡ thành công được một đòn Excalibur đến từ bên kia. Vậy thì bên kia sẽ nhận lấy sự phẫn nộ đến từ thủ lĩnh Clan. Ok, rất may các bạn, chúng ta vẫn còn giữ được sự tỉnh táo. Và cả đội quanh chúng ta vẫn còn là Y Nguyên Si. Ngoại trừ là pha trả thù đến từ vị trí để trả thù cho cho chú rồng khủng long cổ đại chúng ta các bạn. Bây giờ chúng ta lại gặp một chú rồng Titan khác. Mà sát thương thì nói chung là cũng không có đáng kể các bạn. Ta sẽ sử dụng tuyệt chiêu đất đặc biệt để xem có xuyên được lớp khiên quanh đấy không. Nào, xuyên qua đi. Không các bạn. Lớp kiên của Titan rất có thể đã được gia công, gia cố lại. Nên chúng ta hãy yên tâm mà sử dụng chú rồng Titan. Ồ, bên đây nhìn ở dáng hình khi nhỏ không thấy dễ thương các bạn. Có một cái huy hiệu nè. Và có một cái, nói chung là cái khiên đó, khiên chữ T đó. Rồi, và chính vì như vậy chúng ta sẽ tái sử dụng tuyệt chiêu này. Đấy. Và giờ sẽ là lúc chúng ta hút máu lại. Đấy, 11k thì chúng ta hút lên 11k. Trời ơi, thằng bên kia đã bắt đầu là có rất là tâm huyết các bạn. Đấy. Hẳn là phải mất đến 3 đòn chúng ta mới có thể hạ gục. Ôi, còn một chú rồng ẩn số ở cuối kia. Khá là nguy hiểm trong pha cuối cùng này nên mình sẽ quyết định để sư tử quân nộ test đam bên đây nha các bạn. Nào, tại xem đam bên kia khi mà chúng ta gọi là đúng bài luôn. 88. Vâng, không ngoài dự tính của mình. 88 là một con số cũng rất là lớn đấy. Tuy nhiên, chỉ vì bên kia chưa có sao và cũng chưa có run A cộng, nếu không thì mình nghĩ là sẽ không dừng lại ở con số đó đâu. Rồi ok, và video chúng ta đến đây cũng hết rồi. Hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye.